tập 7. Bác sĩ Cố đã vất vả rồi. Được, vòng phẫu thuật. Cảm ơn. Alo. Sao rồi, có thuận lợi không? Phẫu thuật rất thuận lợi. Thuận lợi là tốt rồi. Em đã vất vả rồi. Anh vừa nhận thông báo của bệnh viện. Bệnh tình bạn anh rất nghiêm trọng. Có thể anh sẽ ở lại Thượng Hải thêm mấy hôm nữa. Chuyện của nhóm kỹ thuật tạm thời phải đi em vất vả xử lý một mình rồi. Cậu ơi, cậu ơi, cậu rảnh rồi thì trả lời con nhé. Cậu ở nhà à? Tiểu Vương, tối nay cậu tôi trực à? Không có gì, để tôi tìm tiếp. Cậu ơi, con đã tìm cậu rất lâu rồi đó. Sao không thấy bóng dáng của cậu đâu thế? Cậu trả lời con đi mà. Không cực, nhẹ nhàng lắm. Chút lòng thành thôi. Trước hôm nay em không hề liên hệ được với cậu ấy. Gọi điện, cậu ấy cũng không nghe máy. Thì ra là vậy. Nên lúc đó em lo lắm, sợ không biết có làm lỡ việc phẫu thuật của bạn anh không. Nhưng bây giờ thành công là tốt rồi. Cảm ơn. Anh khách sáo thế làm gì? Em nói rồi, bận tí nhưng không uổng phí. Chỗ em sao rồi? Anh không tin em sao? Xử lý xong đám nhóc con dễ như ăn cháo. Bắt đầu rồi à? Tên đã lên dây rồi. Lão Từ, sao cậu có số của Cố Nghiêm vậy? Chuyện bất ngờ thôi. Đây là chuyện bất ngờ duy nhất trong đời tôi. Cậu mới làm gì thế hả? Sao không chịu dịu dàng với con gái chút nào vậy? Thì Thiên Hữu, cậu nói gì đó? Có giỏi thì nói lại đi. Ai bảo cô ta cản đường tôi làm gì? Tôi không chịu nổi cái kiểu khoe khoang của cô ta. Sau này cô ta đừng có chọc tôi. Tôi không có món còn gì để cô ta ăn đâu. Tổ trưởng Hướng,
Chế độ làm việc không quy định giờ của cô chưa đưa được sự đồng ý của tôi. Sao cô đã tuyên bố rồi? Không phải chính sếp Lê đã nói là phải chấn chỉnh lại kỷ luật của tổ kỹ thuật sao? Tôi điều chỉnh theo yêu cầu của cô cả đấy. Cô tưởng vừa KPI là muốn gì được đó sao? Cô phải báo với trụ sở chính trước, sau khi trụ sở chính đồng ý mới bàn chi tiết. Nhưng mà bên trụ sở chính đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Chuyện thế này không mất 10 ngày nửa tháng thì trụ sở chính sẽ không trả lời đâu. Với chế độ làm việc viễn phòng của cô thì chắc chắn bên trụ sở chính sẽ không đồng ý. Hồi trước bên trụ sở chính lúc nào cũng trả lời cô chậm thế à? Hôm nay họ trả lời nhanh lắm. Cô xem thử hộp thư đi. Đồng ý quy định nêu trên, Trần Sang đồng ý, Tư đồ Minh Thiên. Hướng viên này quả nhiên tập phe của Trần Sang. Vậy tôi sẽ đợi kết quả của chế độ làm việc của cô. Tạm biệt. Có phải anh cũng đã nghe nói chuyện hướng viên này cải cách về chấm công gì đó của phòng kỹ thuật rồi không? Anh nói xem, đám lửa của cô ta có phải là đã cháy mạnh quá rồi không? Cũng chả biết sẽ nhắm vào ai nữa. Một cô nhóc non nớt thôi mà. Quan mới lúc nào cũng hăng hái mà. Em nói xem, đám lửa của cô ấy thì đốt được ai? Đốt được ai vậy? Vô lý. Bọn trẻ ấy mà, dễ kích động, làm việc không suy nghĩ. Lúc Từ Yến Thời mới đến, không phải cũng thế sao? Sếp Trần, đây là hệ thống mới của chúng tôi. Về mặt cài đặt hệ thống, chúng tôi vẫn còn vài vấn đề nhỏ. Sếp Trần, tôi có thể. Chuyện này ngài không cần phải lo đâu, không thành vấn đề. Chúng tôi đã sắp xếp cho ngài xong hết rồi. Sếp Trần, nếu ngài chưa chắc chắn thì tôi có thể giới thiệu kỹ hơn cho ngài. Sếp Trần, rất mong lần gặp tiếp theo của chúng ta. Được. Vậy cô cứ lo việc của mình đi. Lão Vương, tiễn ngài ấy đi. Được, nào, mời. Sau này khi họp với khách hàng, phòng kỹ thuật của mấy anh khỏi đến. Tại sao? Tôi biết quan hệ của anh và Trần Sang không bình thường. Nhưng có một số việc chỉ dựa vào cố gắng cũng vô ích thôi. Mạng lưới quan hệ của Đông Hòa phức tạp. Nếu anh muốn đến phòng nghiên cứu thì chỉ dựa vào cố gắng cũng vô dụng. Nước xa không cứu được lửa gần. Nên bái vị Phật nào, chắc trong lòng anh hiểu rõ. Muốn nâng cấp hệ thống, một là cần phần cứng, hai là cần thỏa thuận. Cô không nỡ chi tiền thì không nghiên cứu ra hồn nổi đâu. Đây không phải là vấn đề anh nên suy nghĩ sao? Hệ thống này phải hoàn thành trong hai bước. Chuyện này thì có gì khó đâu. Không phải viết hai dòng code là xong rồi sao? Công việc không cần phải cãi nhau. Không phải, Yến Thời nói đúng đó. Chuyện này không có tiền thì đâu làm gì được. Nhưng sếp Lê cũng có chỗ khó của mình. Mọi người phải hiểu cho nhau, phải không? Dương Bình Sơn đã nói rồi, nhà Tư Đồ này không còn ai thừa kế nữa. Hai đứa con được không làm việc đàng hoàng. Anh nói xem, nếu năm nay Tư Đồ Minh Thiên này văn phòng chi nhánh Duy Lâm, vậy có phải chúng ta nên suy nghĩ cho bản thân rồi không? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có một số việc em chuẩn bị từ sớm cũng vô ích thôi. Với cả công ty Duy Lâm đã hoạt động biết bao năm rồi, dù gì cũng là trụ cột vững chắc trong số các doanh nghiệp. Sao nói đóng cửa là đóng liền được? Em nghĩ nhiều rồi. Anh cũng trọng lượng quá nhỉ. Phổ nhĩ anh mới pha đó, 30 năm rồi. Nào, sắp mất chén cơm rồi, uống trà.
Tôi nói cô nghe, bên shop Lê bắt đầu gây sức ép rồi. Đến 50% là không thể làm tiếp đơn hàng của điện tử Minh Hùng đâu. Nếu không thì tôi thấy từ Yến Thời chắc không chống đỡ nổi nữa. Không đợi nấy nữa, hẹn tối nay đi. Được. Vẫn hẹn trên bàn rượu nhé, thế nào? Cô dám không? Có gì mà không dám. Cô uống được sao? Thử xem sao. Tôi biết cô được mà. Có cần nói cho từ Yến Thời biết không? Chuyện nhỏ thế này cứ tìm tôi là được rồi. Được. Vậy thì trông cậy vào cô đó. Tôi đi làm việc đây. Cậu tỉnh rồi. Y tá. Y tá. Không có vấn đề gì. Nhất định phải chú ý sự ổn định của các triệu chứng hậu phẫu thuật. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào nhé. Được, được, cảm ơn. Được cả Sáu, cảm ơn. Cậu thấy sao rồi? Cũng ổn. Cũng ổn mà. Tự dưng cậu bị như thế làm bọn tôi hoang mang quá trời. Khoảng thời gian cậu bệnh, quá trình bọn tôi tìm thầy hỏi thuốc cho cậu, nhiều chuyện bất ngờ lắm. Cuối cùng còn cua gắt y như phim truyền hình vậy. Lần này may có lão Từ giúp cậu tìm chủ nhiệm cố. Được rồi, bảo lão Từ mau về nghỉ ngơi đi. Cậu ta canh cậu cả tối rồi. Nghỉ ngơi đàng hoàng nhé. Được. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Được, đi nhé. It's beautiful love. 我凝视着遥远的天际，慢慢靠近你的呼吸。我好像闯过了。Nhìn đi, chỉ thiếu hai chữ ký, không ký được. Cô không đi chung với hướng viên đó à? Phim Thuyết Minh Tả do cô ta say rượu làm càng, đắc tội Hoàng Khải Minh. Không phải việc này không liên quan đến hướng viên đâu. Huống hồ tên Hoàng Khải Minh này vốn đã không định hợp tác với chúng ta rồi. Chỉ là đúng lúc hướng viên cho hắn ta cơ hội đó mà thôi. Vậy thì sao? Ai không nhận ra hắn ta không muốn hợp tác? Hắn không hợp tác, chúng ta đã nói là không hợp tác rồi.
Không phải, cô nghĩ xem yêu cầu của anh ta mỗi năm đều tai quái hơn. Năm nay nếu không nhờ cách tính mới của Từ Yến Thời thì chúng ta đã lỗ rồi. Huống hồ đúng là Hướng Viên đã quá chén, lúc ấy về đã lão đảo rồi. Lúc đi tới tầng 1 của công ty còn nôn mãi. Sếp Lê, không biết là cô có còn nhớ không, trước kia anh ta còn dám chỉ cây dâu mắng cây hòe ngay trước mặt Từ Yến Thời. Nếu không nhờ Từ Yến Thời cố nhẫn nhịn thì vụ hợp tác này đổ bể lâu rồi. Hoàng Khải Minh nghĩ rằng chúng ta không làm được gì anh ta nên mới hống hách như vậy. Anh ta là khách hàng, anh ta mà hống hách thì các cô càng hống hách hơn. Ai là sếp ở đây? Người ta còn không nghe máy của tôi kìa. Anh ta là người đứng đầu thị trường phụ tùng gốc. Giờ phải làm sao? Chúng ta phải nghiêm túc xử lý chuyện này. Đuổi Hướng Viên đi, ngay lập tức. Không phải, chuyện này thật sự không liên quan nhiều tới Hướng Viên. Không cần phải làm lớn chuyện lên như vậy. Con bé Hướng Viên đấy cố gắng lắm. Cô ấy uống say, đúng không? Hôm khác bảo Hướng Viên đi xin lỗi sếp Hoàng. Sếp Hoàng rộng lượng với con gái lắm đấy. Sau đây ký thêm hai chữ nữa là được rồi. Sếp Lý, bây giờ Hướng Viên đi công tác ở tổng bộ. Hay vậy đi, đợi cô ấy về chúng ta hẹn Hoàng Cải Minh ngay. Vậy đi, gọi điện thoại cho Từ Yến Thời, bảo cô ấy phải dẫn Hướng Viên đi giải quyết chuyện này cho tôi. Chưa giải quyết được vấn đề thì Hướng Viên phải rời khỏi đây. Trần Thư, con người chỉ sợ đứng sai phe. Chắc cô hiểu rõ tình hình ở Đông Hòa hiện giờ, cô nên biết làm thế nào chứ. Xem ra sức Lê nắm chắc phần thắng rồi. Chúc mừng chị. Sao cô lại tới đây? Khó lắm à? Tôi chỉ hỏi đại thôi là biết mà. Được rồi, mang đi. Tôi chưa ăn gì, trên máy bay đã ngủ mất rồi. Alo, Hướng Viên có chỗ của anh không? Đang ở đây. Tôi biết ngay chắc chắn cô ấy sẽ chạy đi tìm anh mà. Tôi bảo này, có phải quan hệ của hai người bây giờ mập mờ quá không? Cô nghĩ nhiều rồi. Cô gọi cho tôi để tìm cô ấy à? Tôi không tìm cô ấy. Tôi cảm thấy phải báo với anh một câu. Phim thuyết minh tại chiêuhay.info. Chào sếp Hoàng. Được, sếp Hoàng chào. Nào, đúng rồi, này, hôm nay để Tiểu Hướng ngồi cạnh tôi như lần trước đi. Nào, lại đây. Một năm không mấy cơ hội được người đẹp vây quanh thế này. Tiểu Hướng, tốt đấy. Thời gian tôi dành cho các người chỉ có 3 ngày. Cách tính nâng cấp này giải quyết được vấn đề thật đấy. Lần trước sếp Hoàng nói chỉ cần giải quyết được vấn đề của bọn tôi, có phải là có thể trả nốt 50% đơn không? Vậy đơn hàng này chúng ta ký. Hôm nay ký được luôn. Tôi chỉ đợi nói vậy thôi đấy. Hợp đồng hợp tác. Nhưng anh không tin phòng kỹ thuật của chúng tôi. Cô nói gì thế? Nếu hôm nay cô muốn ký hợp đồng trên bàn trụ này, chúng ta cứ theo quy tắc trên bàn trụ mà làm. Được thôi. Mời anh. Hướng Viên uống xong phát khùng, nôn đầy người Hoàng Khải Minh, lại còn lấy cà vạt của anh ta để lau miệng. Sau khi lau xong còn thắt nơ.
nhiều trò quá nhỉ. Tôi á, sao nữa? Sếp Hoàng, xin dừng bước. Chuyện gì thế này? Không phải vừa nãy còn uống vui vẻ bên trong sao? Thế này là vui vẻ à? Vậy là vui vẻ sao? Nhìn nhân viên tốt của cô làm được chuyện hay gì này? Tổ trưởng Hướng của các người nôn đề người sếp Hoàng, còn khiến cho sếp Hoàng, cả đời của sếp Hoàng chúng tôi chưa từng chịu ấm bức thế này. Lãi nhãi với cô ta làm gì? Lên xe. Xin lỗi sếp Hoàng, dù hôm nay có chuyện gì xảy ra cũng là lỗi của chúng tôi. Hướng viên, ít ra cô cũng phải xin lỗi sếp Hoàng chứ. Đừng cho cô ta mở miệng. Lên xe, nhanh lên. Cười, cô còn cười được nữa. Ai bảo anh ta nói xấu Từ Yến Thời chứ. Ôi trời, để tôi xem nào. Kỳ cục thật đấy. Con người của sếp Hoàng là như thế đấy. Lần nào anh ta trụ vào cũng nói ra hết. Hoàng Khải Minh, cô tôi ơi, còn thiếu hai nét nữa thôi, cô không thể kiên trì thêm mà. Không được. Con của tôi hỏng rồi, không ai được nói xấu Từ Yến Thời hết. Mớ bồng bông gì thế này. Nhưng mà tôi nói thật, không thể trách cô ấy được. Khải Minh là một lão cáo già, toàn ý xấu. Hướng viên chưa trải đời. Người khác chọc vào cô ấy thì cô ấy có thể làm bất cứ chuyện gì. Suy cho cùng vẫn là trẻ quá. Nhưng mà tôi nói anh này, anh cũng cô gái này thú vị thế nào đâu. Anh không thấy Hoàng Khải Minh tức giận tới mức nào. Anh ta tức không thèm nghe điện thoại luôn. Cuối cùng chỉ đành gọi cho thư ký của anh ta. Còn gì nữa không? Lê Thắm tức lắm. Chị ta nói nhất định phải đuổi Hướng Viên. Lý Vĩnh Tiêu thì sao? Gió chiều nào theo chiều đó thôi. Dù gì cũng chẳng nói gì. Chị biết rồi đấy, cười cho qua. Nhưng mà thái độ của Lê Thắm kiên quyết lắm. Chị ta nói nếu không giải quyết được chuyện này thì nhất định sẽ sa thải Hướng Viên. Tôi đoán chị ta sẽ bắt tay với tổng bộ để gây áp lực cho Lý Vĩnh Tiêu. Anh thấy sao? Anh muốn bảo vệ cô ấy à? Được, vậy nói chuyện với Lê Thắm đi. Được. Quấy công tác mấy ngày? 3 ngày thì phải. Bây giờ tổng bộ cũng đang huấn luyện đào tạo. Anh với Lão Dương không có mặt, chỉ đành để chị ta đi. Lý Vĩnh Tiêu nói anh phải giải quyết tốt chuyện này. Bảo Hoàng Khải Minh lùi 2 ngày. Đợi tôi kết thúc kỳ nghỉ, tôi sẽ đi cùng cô ấy. Được. Tôi chỉ đành đánh du kích với Lý Vĩnh Tiêu 2 ngày vậy. Trần Thư hả? Bây giờ biết sai rồi à? Lúc đấy nôn vào người người ta, sao không nghĩ tới hậu quả? Đùa gì thế? Anh có biết anh ta đang sỉ nhục và chà đạp một cấp trên kiêm đồng nghiệp mà tôi cực kỳ tôn trọng ngưỡng mộ không? Hình tượng của đồng chí Từ Yến Thời trong lòng tôi là vô cùng thần thánh to lớn và vĩ đại. Một người chưa từng xin nghỉ phép năm ở công ty, anh chỉ cần cùng nỗ lực khắc khổ một mình gánh cả một phòng ban. Một đồng nghiệp tốt như vậy bị người khác sỉ nhục trên bàn ăn dừng và bị chà đạp, anh cảm thấy có nhịn được không? Tôi đại diện cho công ty, đau lòng vô cùng. Tôi chỉ thay mặt cho công ty dạy dỗ anh ta tí thôi, chỉ tí thôi. Tôi không nên hỏi. Nhưng sau này cô không cần làm chuyện hại người hại mình nữa. Tôi không cần cô ra mặt tay tôi. Đồng ý đi. Được. Toàn là món tôi thích ăn. Anh là con sâu trong bụng của tôi à? Cô đói còn gì? Này, mau ăn đi. Sao anh ấy có thể gọi toàn món mình thích nhỉ? Không cần giảm cân à? Anh nói tiếng người hả? Tổ trưởng Từ, cô không hiểu tiếng phổ thông, có cần tôi nói lại một lần nữa bằng tiếng Quảng Đông không? Thế thì tôi càng không hiểu được. Không hiểu.
Hôm đấy tôi thấy cô nói trên xe hay lắm mà. Cô gái, cô lạnh kem kem mặt nhiều vào, cô trùm đầu lại làm gì? Nửa đêm cô làm thế trông sợ lắm. Anh nói gì thế? Tôi không biết. Sao? Cười nhạo tôi à? Không dám. Ăn nhiều rau vào. Đừng chỉ ăn thịt. Phở. Mua quà cho em này. Thứ gì đấy? Sao anh biết em dùng loại này? Em có gì mà anh không biết? Đúng rồi, anh thấy sắc mặt của Uy Tinh sầu riêng không tốt lắm. Em có phải em cãi nhau với cô ấy không? Vậy tổ trưởng Hướng không sao chứ? Anh đang quan tâm em hay là quan tâm tổ trưởng Hướng nhà các anh? Anh đương nhiên là anh quan tâm em. Thế à? Trời đất chứng giám, vừa nãy rõ ràng là anh hỏi em trước là cãi nhau có sao không, anh còn mua quà cho em, sau đó mới tiện thể hỏi tổ trưởng Hướng có sao không. Đùa anh thôi. Em vừa gọi điện thoại cho Từ Yến Thời, bao giờ nấy về sẽ hẹn Hoàng Cải Minh. Vậy là không sao rồi. Nhưng cũng chưa chắc. Lần này khó khăn dồn dập. Dù gì Lê Thắm và Hoàng Hải Minh đều không dễ giải quyết. Yên tâm, có sếp anh bảo vệ, dù tổ trưởng Hướng có đục thủng lỗ trên trời cũng không sao. Em đừng lo lắng quá. Tối đắp mặt nạ, ngày mai lại là một ngày đầy sức sống. Đừng thức khuya ra nếp nhăn đấy. Uống canh đi, anh nói xem. Tôi béo hay nhân nhân béo? Béo chỉ là tiêu chuẩn chiều ngang, không có ý gì. Nếu muốn so thì nên so tốc độ đốt mỗi gram chất béo của hai người mới phải. Đây là cái gì? So thế nào? Lúc thiêu tro cốt thì biết thôi. Ăn no chưa? Anh chưa nói là tôi béo hay cô ấy béo. Cô béo. Từ Yến Thời, anh nói là một lần nữa xem, béo mới tốt, béo tiêu cơ phúc. Tôi Lý Dương đây. Tôi rồi. Không ngờ lại gặp cái loa phượng của lớp. Chắc chắn lát nữa lại bị bàn tán. Cô quen à? Không quen. Chắc là nhận làm người rồi, đi thôi. Không phải chứ. Tiểu viên tử sao thế? Sao cậu thấy anh Lý đây mà lại né ra thế? Cậu quên đợt trước cậu với Hứa Diên ăn một bữa bao nhiêu tiền của tôi à? Hay thật đấy. Sao lại quên được chứ? À thì vừa nãy tôi trời tối quá không nhìn rõ. Từ Yến Thời đúng không? Tôi nhớ cậu. Thiên tài lớp 2. Cái người chính là các bạn nữ lớp bọn tôi cực kỳ sùng bái cậu. Chào thiên tài, tôi là Lý Dương, cùng lớp với tiểu viên tử. Xin chào. Đi, lên ngồi xe mới của tôi. Chúng tôi còn có việc, hôm nay không nói với cậu nữa. Đi đây. Bận đi dạo hay là bận hẹn hò? Cậu đừng nói linh tinh. Bây giờ anh ấy là sếp của tôi, hai bọn tôi cùng một công ty, là đồng nghiệp. Tôi đi được chưa? Đợt trước tôi hỏi cậu, cậu còn nói là chơi game ở nhà mà. Sao thế? Chia tay bạn trai không ai nuôi cậu à? Đừng nói linh tinh với tôi. Bọn tôi đang bận. Đi, lên xe đi. Lát nữa sẽ muộn mất. Đừng để Maserati ngại. Anh chưa đi bao giờ à? Có đi rồi à? Chưa. Người không trả nổi thẻ tín dụng như tôi thì lấy đâu ra xe mà đi. Đi thôi. Trước khi hai người còn có tin đồn đúng không? Im đi.
Không nói cũng không ai nghĩ cổ câm đâu. Con cười của tôi không giỏi ăn nói. Thiên tài, cậu đừng để ý quá nhé. Vậy bây giờ hai người đã phát triển thành tình hình mới hay thế nào rồi? Đồng nghiệp. Là một cô chủ đúng chuẩn mà lại đi làm công cho người khác, lại còn lãnh đạo. Chắc chắn con nhóc này có ý xấu, động cơ không trong sáng. Nhưng mà nhìn thái độ của Từ Yến Thời thì có vẻ phải lực của Hướng Viên vẫn chưa đủ, chưa theo đuổi được thiên tài này. Được, thế thì anh đây sẽ giúp cậu một tay. Viên Tử, tối nay chúng ta tụ tập đi, đúng lúc tổ chức một buổi toàn là bạn học lớp chúng ta, tiện thể dẫn thiên tài đến, đảm bảo tối nay sẽ bùng nổ. Nghĩ mà xem, ban đầu trong lớp chúng ta có biết bao nhiêu bạn học nữ ngưỡng mộ cậu ấy chứ. Ai ấy, Hứa Diên cũng có mặt đó. Thiên tài, thế nào? Đi chung đi. Lớp 5 chúng ta đều là người học dốt. Nói trắng ra thì Viên Tử bình thường cũng chơi chung với đám học dốt bọn tôi. Nói thật thì tốt nghiệp đã bao nhiêu năm nay thật sự hiếm thấy đấy. Đại thần cấp bậc thiên tài ở tuốt trên cao như cậu, ban đầu trên bản tin trước cổng trường chúng ta ấy cũng là từng hàng, toàn là hình thẻ của cậu. Cái thứ đó hệt như Anibop trâu bò cực. Thế nào, có đi không? Đi, không đi. Không đi. Đi đi. Không phải chứ, hai người quen biết đã bao nhiêu năm như vậy mà sao vẫn chẳng ăn ý chút nào thế? Hỏi lần cuối nhé. Có đi không? Buổi tụ tập thế này sẽ đánh thẳng vào lòng tự trọng của Từ Yến Thời. Không đi, đi. Ăn ý thế. Nhìn đi, đúng. Như vậy thì sau này nếu cậu thao tác sẽ tiện hơn. Sao lại dẫn Từ Yến Thời đến đây vậy? Số cuộc thì hai cậu là sao thế? Cậu sẽ không biết mấy tháng nay mình đã trải qua những gì đâu. Bây giờ chị cũng là người từng vượt qua núi cao biển rộng, đỏ sức với yêu tinh, thi uống rượu trên bàn ăn, áo sơ mi từng bị ướt đấy. Giỏi quá, giỏi quá. Không uổng công đi một chút nhỉ? Rồi sao vậy? Rồi mình nói cho mà nghe. Mình... Vậy nên chính ấy cứ muốn đến. Ban đầu mình nghĩ để ý đến cảm nhận cô ấy, nên không cho anh ấy đến. Chính anh ấy không biết điều, cứ đâm đầu vào thì mình làm gì được. Sức chịu đựng của đàn ông không yếu như cậu nghĩ đâu. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Còn không yếu á. Cậu nói xem, lúc còn đi học, một chàng trai như Từ Yến Thời trong mắt bọn họ có lẽ là người bỏ xa người khác nhỉ. Cậu nhìn họ đi, bây giờ ai cũng dây chuyền vàng rồi đồng hồ, xe đua xa xỉ chạy kế nhau. Từ Yến Thời nhìn vậy thì trong lòng có thể không cảm thấy gì ư? Có khi thiên tài người ta chẳng hề để ý đến những thứ này ấy chứ. À đúng rồi, cậu muốn ngồi cạnh mình thật hả? Không đi chiếm một chỗ bên cạnh Từ Yến Thời hả? Mau đi đi. Đến khi đó lỡ như cô chủ con nhà giàu nào đó nhìn trúng anh ấy, để anh ấy đỡ phấn đấu 20 năm thì sao? Bây giờ cậu là con nhà giàu lớn nhất ở đây đấy. Im đi. Mình cũng sẽ không kết hôn. Hôm nay là ngày đầu tiên biết chắc. Vậy là làm xong rồi à? Cậu được đấy chứ. Mấy cậu không biết đâu, người khách hàng này làm phiền tôi muốn chết. Thế mà cậu làm vài cái là xong rồi. Cái bạn WeChat, tôi quét QR của cậu hay cậu quét QR của tôi? Cậu có thể nói với ứng viên tôi nói cậu ấy gửi làm gì. Chẳng phải tôi đang ở đây sao? Không phải là cậu không nể mặt đấy chứ? Đúng rồi đó, tôi đâu có phải là người xấu đâu, phải không nào? Tiểu Bắc, tôi nói này, hay là cậu đưa ra một mức lương, mời thiên tài về làm. Vậy thì từ bây giờ không cần lo về vấn đề kỹ thuật nữa. Bọn tôi là công ty nhỏ, mình nói gì bên đây chứ, sao không mời nhân tài cao cấp như vậy, sao mời được? Cậu nói nè, mau xem đi, cậu xem cái này đi. Xin lỗi, công ty mới tuyên dương tôi nên đến trễ. Hướng Viên cậu cũng đến rồi à? Người đẹp chung, nào, mau ngồi. Nào, nhường cái. Xin lỗi, cậu ngồi đi. Nào, mời ngồi, khá sáo rồi. Tiểu Tư Chung lại viết được tin lớn gì à? Cũng tưởng tôi coi như là một tin độc quyền có sự bùng nổ trên trang đầu. Độc quyền trên trang đầu cũng giỏi rồi. Nhìn cái vẻ của cậu ấy đi, Chung Linh, đừng nói. Nghe nói cậu lại được tăng lương à? Hâm mộ thật đấy. Công ty lớn như các cậu vẫn tốt hơn. Làm tôi cũng muốn đến công ty của các cậu rồi này. Đến công ty bọn tôi rất đơn giản mà. Năm đó tôi hơi không được may, kết quả thi viết không tốt lắm. Cậu đừng khiêm tốn nữa, cậu thi vào hàng đầu mà. Cậu mà còn khiêm tốn nữa thì nó mấy đứa ăn bám bố mẹ cho bọn tôi không biết giấu mặt vào đâu. Đâu có. Chung Linh, nghe nói mấy hôm trước cậu có phỏng vấn bài tuyển thủ esports chuyên nghiệp, cậu xin được chữ ký không? Có, họ ngoài đời tốt bụng lắm, còn chủ động chụp hình chung với tôi nữa, lại còn sợ tôi không lấy được hình nên cố tình kết bạn WeChat. Biết làm bộ lòng tịch thật mấy lời của cậu ta.
Nghe thôi được rồi, một năm có 365 ngày, thì có 366 ngày cậu ta được tuyên dương. Dạo này tôi mập lên nhiều, lần nào cũng gọi đồ ăn thì cậu ta cũng được tuyên dương. Rồi hãy đến trễ là phải trễ 10 phút. Thật sự rất giả tạo. À đúng rồi, cậu có biết tuyển thủ eSports chuyên nghiệp cậu ta nói là ai không? Không đâu nhỉ, là Karma. Không ngờ nhỉ. Buồn cười thật đó. Giả tạo đến tận nhóm bạn bè của cậu. Thương cho Karma, cậu là nạn nhân của tin đồn, luôn khiến cho người ta hâm mộ. Ăn đi, thật ra tôi cũng vất vả lắm đó. Coca, Sprite, cà phê, trà, Trung Linh xinh đẹp, uống gì nào. Cậu lắm mồm thật đấy. Nước lọc đi, tôi giảm cân. Gọi nửa ngày mà chỉ gọi một ly nước lạnh hả? Vậy là được rồi. Được. Đừng nói nữa, ăn đi. Đợi một lát, đợi một lát, còn một chỗ nữa. Xong rồi. Tuyệt quá. Nào, nâng ly rượu đã rót đầy của mọi người lên đi. Trong ngày vui như thế này thì chúng ta cùng đến chỗ chết. Cạn ly, cạn ly. Được đấy, nào, bắt đầu ăn thôi. Thôi chết, về vào hang cọp rồi. Đổi chỗ với tôi đi. Được. Mọi người đều biết năm đó Trung Linh ngưỡng mộ Từ Yến Thời đó. Từ Yến Thời, lâu rồi không gặp. Sao cậu lại đến buổi họp lớp của chúng tôi vậy? Đi cùng tôi gọi đến đấy. Giỏi không nào? Anh đây quen biết rộng mà. Sau khi cậu chuyển trường, tôi có gọi đến nhà cậu, nhưng mà không ai nghe máy. Tôi cũng có đến nhà tìm cậu, thì bà cụ hàng xóm nói nhà cậu chuyển đi rồi. Cậu học đại học ở đâu vậy? Người ta học đại học Phủ Thanh. Thảo nào, tôi cứ tưởng cậu sẽ học Thanh Hoa chứ. Hôm nay gặp cậu ở đây, tôi thật sự rất vui. Không phải là Trung Linh thật sự nghĩ Từ Yến Thời đến học lớp vì cậu ta đấy chứ? Nhưng mà với loại người tự luyến như Trung Linh thì mình nghĩ chắc chắn là cậu ấy sẽ nghĩ như vậy. Cậu đừng ở đây nữa, cậu mau đi xem Từ Yến Thời đi. Người ta bị kẻ khác cưỡng mất bây giờ. Anh ấy là trà hay sao mà dễ cưỡng thế? Nhưng mà Trung Linh là bích loa xuân già của Động Đình. Cưỡng mất cậu ấy chẳng phải chỉ là vì tốn vài phút thôi sao? Mau đi đi, đi, ăn đi. Từ Yến Thời, mời giúp tôi đi. Mời giúp Trung Linh đi. Dạo này tay của tôi bị thương do chơi bóng. Được thôi, cầm lấy. Thiên tài tôi này, cảm ơn. Bây giờ cậu vẫn chơi bóng à? Cậu chơi vị trí nào vậy? Hậu vệ. Hậu vệ, đúng. Tôi nhớ lúc đó cậu là hậu vệ ghi điểm của trường, đúng không? Chơi hậu vệ dễ bị thương cổ tay lắm. Hơn nữa còn thường xuyên trật khớp. Xin lỗi nhé, tôi không biết tay của cậu bị thương. Mọi người, lát nữa chúng ta ăn xong thì làm một ván game đi. Được đó, vậy chúng ta chơi đột kích nhé. Đúng ý tôi đấy. Tôi nhớ gần chỗ chúng ta có lâu lắm rồi không chơi. Cậu có ngứa tay không? Sân nhà của cậu. Thế thì chị em lên đấy. Mặc kệ, lát nữa cậu phải đi với mình. Thiên tài từ này, cậu từng chơi chưa? Lâu lắm rồi tôi có chơi, nhưng mà bây giờ không đăng nhập tài khoản đó nữa. Chuyện này thì dễ lắm. Đến lúc đó cậu chơi account của tôi, được không? Sao đồ của người kia có người? Đừng mở gói đồ, đừng mở gói đồ. Có một thằng Black Blitz kìa. Cậu có lũ đàn choáng không? Tôi hết lũ đàn choáng rồi. Điểm B có người. Từ Yến Thời, đằng trước tôi gói đồ, có nhặt không? Trung Linh, cậu có thể đừng nhìn chằm chằm Từ Yến Thời mãi không? Quay lại nhìn tôi, đang theo sau cậu nè. Bên tôi đang thở không ra hơi, có thể đến giúp tôi một tay không? Đi vệ sinh đi, để tôi thay. Đi vệ sinh gì chứ? Tôi đi vệ sinh. Đổi người rồi à? Hướng viên lên rồi. Vậy ván này chúng ta cược gì đó đi. Muốn cược gì?
Thế này, Hướng Viên, nếu ván này các cậu thua thì tối nay sau khi tăng, hai chúng ta đi xem phim. Có phải là cậu có suy nghĩ gì đó với Hướng Viên của bọn tôi không? Có phải là cậu ghen không thế? Nhưng mà không sao, tôi chịu thiệt một chút, cậu đi với tôi cũng được. Cậu không thích đùa à? Được, thua thì tôi đi xem phim với cậu. Thật à? Các anh em nghe thấy chưa? Mấy cậu cố lên đó. Không thành vấn đề. Ôi trời ơi, độ phân giải của thiên tài tài tử và Hướng Viên giống hệt nhau. Hướng Viên vừa lên là cũng chỉnh độ nhảy chuồng, giống hệt như ban nãy. Thiên tài tự chỉnh, sự ăn ý thần kỳ gì thế này. Cậu thì hiểu cái gì chứ, cậu đi qua một bên đi. Đường nhỏ có người, để cho cô đấy. Tôi đi mở cái đồ. Tôi hết đạn rồi, tôi đưa súng cho cô. Vậy còn cậu thì đâu? Tôi dùng súng lục được rồi. Lấy đạn một súng lục mà muốn xử tôi à? Khó lắm sao? Mấy cậu xem nhận thức của thiên tài người ta đi, đưa cả súng cho đồng đội luôn. Ăn muối thật. Thế này là xem đồng đội là bạn gái nhỉ? Hứa Diên, mình chết rồi. Cậu, có người bắn cậu à? Chuyện gì vậy? Sao mình không thấy? Hỏi Trung Linh đấy. Trung Linh, cậu bị sao vậy hả? Sắp thắng rồi đấy. Xin lỗi nha, lúc nãy tôi không thấy Hướng Viên đứng trước mặt tôi, lỡ tay ném đồ đạn choáng. Xin lỗi nha, lần sau chú ý một chút. Hứa Diên,